Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành SG đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like cũng như là comment xuống dưới video. Nó sẽ động rất lớn để mình có thể làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì mình có làm thêm các video ở bên kênh Mr. Thành ở đây. Anh em chỉ đánh chữ Mr. Thành nó sẽ ra kênh thứ hai của mình. Thì hôm nay bắt đầu làm lại nha. Anh em có thể qua đó xem thêm những clip mới. Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Hiện tại đang bán con Stella Chess. Con này giá là 248.000. Nó là con VIP Mythical. Và cũng như là sẽ kèm theo đó là một M-Food. Thật ra thì cái gói này cũng không ngon bằng cái gói trước. Trước có một gói ngon hơn rất nhiều. Ok, hình như là tiếng nó sẽ hơi to nên mình sẽ cho tiếng nó nhỏ đi một xíu. Chúng ta sẽ cho tiếng... tiếng nó vẫn nhỏ mà. Không hiểu sao mà mình nghe thấy tiếng nó có vẻ to to. Diamond Food Chest Game nhân 2200. Hai cái hòm bóng tối và ánh sáng đẹp thật sự luôn đấy. Cái này là cái coin offer, giảm giá coin. Chúng ta sẽ lấy thêm một chút ở đây này. Đấy. Win Quest. Quest thì chúng ta có thể làm một cái nhiệm vụ nhỏ nhỏ bên này để xong cái nhiệm vụ ấy thôi. Quest chúng ta sẽ chọn cái quest Dust Quest này. Đấy, ok, chúng ta sẽ chiến đấu thôi nhờ. Tuy nhiên có cái sự kiện này rất là hay. Mình rất thích chơi một cái sự kiện theo kiểu là xếp hình này. Chứ sự kiện mê cung mà chỉ cần đi một tí là hết rồi. Nó không vui như cái sự kiện này nữa anh em nha. Mewtwo Super Mega level 70. Cực mạnh. Phải nói như vậy. Có hai hệ vô cực và hệ pua. Ở bên này thì khá là bá đạo. Rồi chúng ta sẽ cần đến cái nhiệm vụ tiếp theo. Là nhiệm vụ gì đây? Nhiệm vụ Breeding và Hatching thì vẫn chưa xong. Ồ, sắp xong rồi nè. Nó chỉ còn khoảng 14 phút hoặc là xem quảng cáo là xong. Nhưng mà cái này thì cũng chưa xong. Chúng ta cần phải đợi thôi. Ở đây như mình sẽ có một cái Breeding đúng không? Tăng tốc độ Breeding đúng không? Đây là Boot Combat nè. Cái này như là tăng breeding này. Đấy, xong luôn anh em ạ. Ok. Tôi sẽ bán mấy con này đi thôi. Để làm gì đâu. Bán hết. Music Dragon. Hôm qua mình vừa review con mới rồi. Volcano Dragon. Và Terra Dragon. Bán. 1. 2. Ok. Và 3. Xong luôn nhiệm vụ. Được thêm 25 coin nữa. Cái này cất rất là ngon nha. Hatching CN Line. Bây giờ là Breeding Electric Titan. Breeding Electric Element. Mình sẽ dừng cái này thôi, không cần cái kia đâu. Electric à? Electric là hệ điện đúng không? Hệ điện Electric. Không ra nhỉ. Electric. Ok, đây có một con hệ điện đây. Và một con hệ lửa nguyên bản đây. Không được, con này không được nhá. Con Flame chứ. Flame nó ở dưới cùng này. Đấy, con này thì được này. Con hệ sấm sét và con hệ lửa chắc là mình nghĩ là ok đấy. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ vứt nó đấy đã, tạm thời đã. Sẽ mất khoảng 7 tiếng nha anh em. Cũng không quá nhanh mà cũng không quá lâu. Có thể like được con đấy này. Hai tech thì tôi chưa có cơ, chưa sở hữu cơ. Ồ, Flame và Electric luôn kìa. What the fuck? Mình vừa đang like luôn kìa anh em. Ngon vãi. Nếu mà ra thời gian là 2 ngày thì sẽ ra được con rồng kia. Rồi, chúng ta nó bảo bắt lấy thêm collect gold mà. Cho thú ăn mất khoảng 25.000. Nhiệm vụ này cũng sẽ rất là nhanh thôi. Đâu nhỉ? Đây đúng không? 25.000 cho nào ăn nhỉ? Con này nhá. Ui, 50.000 thì cũng hơi nhiều một tí xíu ấy, nhưng không sao. Miễn là cho có nhiều điểm là được. Claim này. Win quest ấy thì chưa lại là win một cái quest đấy anh em ạ. Nhưng mà mình chỉ làm được đến đây thôi, cũng không làm nhiều hơn nữa. Đấy, mình còn cái food quest nữa. Chiến thôi. Ồ, mình đang muốn để cho con rồng này. Chúng sẽ để heroic đánh đi anh em, để nó luyện tập cấp đi, để coi con sứa đánh làm gì. Mất thời gian ra. Ồ, mình có purity, mình còn chưa cho lên cấp nè. Mũi khoan vũ trụ rồi, ok. Chúng ta có rất là nhiều con để có thể là kết hợp và gọi là cho nó lên cấp độ cao hơn. Đấy. Mũi khoan vũ trụ. Ui xồi, đấm phát chết luôn. Băng à? Băng thì có chiêu khắc hệ luôn. Đơn giản như đang rổ thôi mà. Con này nữa. Mình có nên cho tiếng to to lên một chút xíu không? Đấy. Khắc hệ cả ba con luôn anh em ạ. Quá tốt luôn. Có lẽ là chúng ta sẽ lên được cấp độ C. C xong rồi C cộng. Chưa lên được.
chắc là sắp thôi. Rồi, nhiệm vụ cũng đã xong nhé. Nhiệm vụ cũng đã xong rồi. Collect gold, chúng ta sẽ collect 90.000 gold gì đấy ở bên này. Ồ, gold đâu hết nhỉ? Vẫn đủ 90.000 gold. Cho thú ăn mất khoảng 35.000. Mình kiếm con nào đó level thấp thấp một tí cho nó ăn lên nhỉ. Con nào nhiều sao mà thần rừng, thần rủng các kiểu nói quá. Cũng không có con nào cả anh em ạ. Nhờ. Thật sự là cũng không có con nào nó vừa vừa. Tinh thể vũ trụ. Ui, ấn nhầm rồi. Ấn nhầm rồi. Thôi rồi, cứ cho tạm con kia ăn lên vậy. Dù sao thì nó cũng khá là cần thiết cho chúng ta. Vì sao nó cũng một sao rồi. Tiếp mình sẽ cho mấy con mấy sao ăn cho nó ngon hơn. Win quest đây. Để đến nhiệm vụ này thì chịu này. Không làm gì được nữa nha. Bây giờ cố gắng lấy cái dark chest hoặc là lấy cái light chest. Lấy cái. Cho sẽ lấy cả hai luôn. Thế thôi. Mà chẳng biết bây giờ đánh thế nào đây. Nó đang khá là rắc rối và khá lằng nhằng. Chuối à. Chuối. Chuối cũng được. Khá là lộn xộn, khá là loạn nhỉ. Bây giờ cho cái này sang kiểu gì đây. Đấy, ok. Rồi. Mở khóa nhiều thứ đúng không? Ăn kiểu gì đây anh em? Chúng ta sẽ gọi là ăn theo hướng nào đây? Theo phương hướng nào đây? Chuối à? Không được. Chuối không được. Thôi okay, cứ tạm ăn cái dạng này đã, cho nó rơi xuống nhá. Tại vì hiện tại mình cũng chưa biết là sẽ đánh theo kiểu gì. Đấy. Ù. Chuối nhiều vãi cả đạn luôn. Ok, nào. Chúng ăn này sẽ ăn theo hàng ngang này. Ăn theo hàng ngang được không? Được. Ăn thì ăn thôi. Chúng đang cố gắng cho rơi xuống bớt để ăn được những cái này. Đấy, thấy chưa? Tôi bảo rồi mà. Tôi sẽ ăn được theo hàng dọc luôn. Tuyệt vời. Đấy, ok, bây giờ chỉ cho cái này nó rơi xuống bớt đi. Lá xong rồi chuối xong rồi ABC gì đấy. Ồ. Xong kiếm hợp bích chăng? Ồ. Đây rồi, xong kiếm hợp bích thật đấy anh em ạ. Xong kiếm hợp bích. Đấy. Ok, hợp lý chưa? Rơi xuống nhiều chưa? Nhìn ngon đấy. Đấy, chuối đây rồi. Level lên đấy anh em ơi. Cho sẽ lấy hai cái hòm này nhé. Và lấy nếu lấy mấy mảnh Vulpix thì lấy thế thôi. Đây ok anh em, cho sẽ cho ăn quả. Ôi đây, ui, vừa có cái năm hay sao nhỉ? Nó không kịp ăn. Nó đã thay đổi luôn vị trí rồi. Cà chua. Mấy cái này khó kiếm mảnh thế nhỉ? Cay thật. Mấy cái này khó kiếm thế ta nhỉ? Ok. Đây, để cho nó lên đi á, xong tính sau. Chuối. Chuối này. Úi xồi ôi, hay. Ăn nhiều vác cái đạn. Ok, sang phát này. Đấy. Cứ ăn hàng dọc thôi nhở. Đang đánh rất là gọi là bay. Ăn rất là nhiều luôn. Bây giờ lại trở lại với ấy rồi. Cái máng lợn rồi. 32 và 32. Hai cái đang khá là cân nhau nhở. 4 nè. Ăn chứ nhở. Xem có cái nào 5 không? Cái này 4 rồi. Cứ chuối cho tôi. Cứ chuối và dứa cho tôi. Nếu có thể. Nếu có thể thì cứ ăn thôi. Chứ ngại gì đúng không? Đang hơi khó này. Chỗ này đang hơi gọi là hơi khó nhằn. Chỗ này cho nổ là kiểu gì đây? Cho lá rơi xuống phát. Đây khó thế nhỉ? Đang thành ra là đang đang rơi xuống anh em nhá. Đang rơi xuống dần dần. Dứa này cho nó đẩy nó lên à. Đẩy nó xuống cũng được. Không có nỗi là quá tệ. Nhưng lại cái này lại. Ô cho được con Vulpix. Ok, mảnh của Vulpix chứ không. Why of loss. Ồ cái này cũng ngon này. Toàn con ngon thôi anh em ạ. Thực sự là cái sự kiện lần này toàn con bá đạo. Nhưng mà những cái thứ mình cần đích có. Mấy cái dứa dùng ít thế nhờ. Chẳng có luôn. Chẳng có để mà ăn luôn. Cứ kiếm luôn ấy. Nếu có dứa dùng. Tôi cần đổi sang một cái màn khác.
Đấy, ăn thế mới là đã chứ nhờ. Rơi bớt xuống đi. Dứa 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 và chuối. Đây, dứa và chuối rất nhiều luôn. Chỗ này đếch có, đếch vào được. Bị ấy rồi. Bị ép cho lòi pha không vào được rồi. Bốn không? Có bốn không? Không có nha. Mình không nhìn thấy cái bốn nào. Ui, có cái bốn này. Tí thì ăn được cái bốn không? Chuối này, dứa nhiều phết đấy. Dứa với chuối đang tỷ lệ khá là bằng nhau. Cố gắng ăn hai cái hòm cái. Kiểu gì phải ăn hai cái hòm anh em ạ. Cho nổ đi, cho là vòng xoáy đi. Ok, dứa này. Dứa. Dứa bạn ơi, lên thôi. Cho nổ nhờ. Cho nổ được không? Đấy, nó sẽ sang một cái level mới cho chúng ta. Lấy hai hòm trước đã, tính sau nhỉ. Cơ hội ra Titan đấy, đừng đùa. Tỷ lệ cực kỳ là thấp nhưng mà vẫn ra được. Nào ok, cho nổ đi đã. Dưới này đích nổ nhờ. Dưới này đang xem xét là sẽ nổ kiểu gì đây. Từ từ, tôi cứ lấy chuối với lấy dứa đã. Nhưng mà cái tỷ lệ chuối dứa thấp lắm nhá. Ít vãi đạn luôn. Bựa thật sự luôn. Đây, 4-4-4-4. 4 luôn. Đấy, thấy chưa? Ăn luôn. Đấy, ăn liên tục luôn. Mà cũng chẳng được bao nhiêu cả. Chẳng được nhiều lắm. Đấy, ok, vẫn ra được. Vẫn ra được. 3-3-3-3-3. Chúng ta cần thêm ít chuối thôi là sẽ được rồi. Là thắng rồi. Cố lên nào. Dứa. À, chú này đang thành hơi bí này. Bí thật sự luôn. Dứa chuối các kiểu gì đấy. Gì đấy? Hoa nó rơi xuống xem nào. Dứa này. Dứa chuối này. Đây cho cái rơi xuống à. What the fuck. Thành ra nó vẫn chưa ăn. Ăn đây rồi. Ăn rồi anh em ơi. Chúng ta lấy cái hòm ánh sáng nhá. Hú hồn chi bén. Không ra à? Ok, thôi thì lấy quả dứa đấy. Không ra. Cho rơi xuống đi. Ở đấy, dứa này. Thiếu một quả dứa nữa anh em ơi là chúng ta sẽ xong rồi. Chúng này không phá nhờ. Chúng này không có gì để phá ra. Cú nhỉ. Không biết làm nào. Đây, có dứa này anh em ơi. Rồi, lấy quả này đã. Lấy Dark Chest đã. Ok. Nhân đâu ra được Titan thì sao? Trời ơi. Lệ hồn. Bó tay luôn. Chịu mày luôn đấy. Ok, tạm thời nhiệm vụ cái mission này tạm thời để đấy đã nha anh em. Xong rồi tiện đánh sau. Bây giờ quest củng mình cũng không còn nữa rồi. Hết sạch quest, các thứ rồi. Quest này. Hai cái đang hồi. Một cái là 5 tiếng, một cái là 7 tiếng. Lâu hết cả đạn luôn. Cái quan trọng chúng ta sẽ đánh Limit Butter, đánh thêm. Hôm qua không đánh à? Hôm qua quên không đánh nốt mấy trận rồi. Thế nhờ. Cú rồi, cú thật sự rồi. Đáng lẽ sáng nay mình có kiếm 6 game đấy. Nhưng cuối cùng không kiếm được. À bây giờ tôi còn đi đổi rồng nữa. Tôi còn đi đổi con Black Smith nữa. Đổi ngày hôm nay và đổi ngày mai. Với hy vọng là sẽ đủ mảnh để gọi là up ra Black Smith. Chúng ta đi săn những con rồng mà chúng ta thiếu. Đấy. Đi đổi những con rồng mà chúng ta thiếu. Mình có rất là nhiều Orb Legion. Rất nhiều Orb Legion. Đổi là sẽ đủ thôi. Bộ mình con này hôm nay giờ khỏe phết đấy. 5 năm đây anh em ạ. Bình thường là chỉ có level 50 thôi. Bây giờ lên level 5 năm. Châu chó phết đùa. Đâu đùa được đâu. Khỏe phết đấy đùa. Đấm một nhát mẹ nó đấm cho mẹ tím phổi. Aurora nào tấn công phát 91.000 máu. Hợp lý phết nhờ. Claim văn. Một trận nữa nha. Tấn công nào. 77.000 máu. Mình chắc không giết bọn này rồi. Trận này thì hơi. Đáng lẽ mang theo một con khủng long đi thì nó sẽ hợp lý hơn nhờ. Thật ra thì chẳng cần. Thật là không cần thiết đối với mình. Mấy con này thì khá là dễ dàng rồi chúng ta rồi. Xong. 3 trận xong rồi nhé. Đấu trường thì mình cũng chưa muốn đánh lắm. Tại vì là
chúng ta đã quá nhiều điểm rồi, 12.538 điểm rồi. Không cần phải đấu thêm nữa, chỉ cần thế thôi. À, bên này còn cái nhiệm vụ làm nốt phát. Thôi lấy con này phát. Xong rồi để dành coin đây anh em ơi, cho nên để dành coin đây. Chúng ta nên để dành coin cùng các kiểu để nhỡ đâu lại mở được cái gì đó hay ho thì sao? À, một con rồng ở những cái màn cuối cùng thì sao? Chắc chắn nó sẽ có một con legend kiểu kiểu đấy. Và rồi thì chúng ta sẽ kết thúc tập này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo nha. Bye bye.